Liên Hiệp Quốc là một cơ cấu tổ chức có hàng trăm quốc gia tham dự và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chấp thuận trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc vào 21 tây tháng 9 năm 1977. Vào ngày 10 tây tháng 2 1948, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, những quyền căn bản phổ quát của con người mà khi tất cả các thành viên đều phải tôn trọng khi gia nhập. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thổ bị giám hộ. Điều 1. Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Điều 2. Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản tuyên ngôn này, không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Ngoài ra, không được phân biệt về quy chế tị nạn, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền. Điều 3. Ai cũng có quyền được sống tự do và an toàn thân thể. Điều 4. Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch. Chế độ nô dịch và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ. Điều 5. Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác vô nhân đạo làm hạ thấp nhân phẩm. Điều 6. Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật, bất cứ tại đâu. Điều 7. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng, không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi dục kỳ thị trái với tuyên ngôn này. Điều 8. Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản của hiến pháp và luật pháp thừa nhận. Điều 9. Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đày một cách độc đoán. Điều 10. Ai cũng có quyền trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một tòa án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và bình đẳng để phán xử về những quyền lợi và nghĩa vụ của mình hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc. Điều 11. Một bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ. 2. Nếu không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đã làm hay không làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành, mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hơn hình phạt được áp dụng trong thời gian phạm pháp. Điều 12. Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư,
gia đình, nhà ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự, hay thanh danh, ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy. Điều 13. Thứ nhất, ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. Thứ hai, ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi hương. Điều 14. Thứ nhất, khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác. Thứ hai, quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc. Điều 15. Thứ nhất, ai cũng có quyền có quốc tịch. Thứ hai, không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán. Điều 16. Thứ nhất, đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn, trong thời gian hôn thú cũng như khi ly hôn. Thứ hai, hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết hôn. Thứ ba, gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ. Điều 17. Ai cũng có quyền sở hữu hoặc riêng tư hoặc hùng hiệp với người khác. Thứ hai, không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán. Điều 18. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ hoặc riêng mình hoặc với người khác tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. Điều 19. Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm. Quyền này bao gồm quyền không bị can thiệp vì những quan niệm của mình và quyền tìm kiếm, tiếp nhận, cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới quốc gia. Điều 20. Thứ nhất, ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hòa bình. Thứ hai, không ai bị cáo buộc phải gia nhập một hội đoàn. Điều 21. Thứ nhất, ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn. Thứ hai, ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước. Thứ ba, ý nguyện của quốc dân phải được coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia. Ý nguyện này phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực theo phương thức phổ thông đầu phiếu kín hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tương tự. Điều 22. Với tư cách là thành viên của xã hội, ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia. Điều 23. Thứ nhất, ai cũng có quyền được làm việc, được tự do lựa chọn việc làm, được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống thất nghiệp. Thứ hai, cùng làm việc ngang nhau, mọi người được hưởng lương ngang nhau, không phân biệt đối xử. Thứ ba,
người làm việc được trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống tương xứng, xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần sẽ được bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác. Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều 24. Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, được hưởng sự hạn định hợp lý, số giờ làm việc và những ngày nghỉ định kỳ có trả lương. Điều 25. Thứ nhất, ai cũng có quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình, kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết. Ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tật nguyền, quá bùa, già yếu hay thiếu phương kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn. Thứ hai, sản phụ và trẻ em đặc biệt săn sóc và giúp đỡ tất cả các con, dầu là chính thức hay ngoại hôn, đều được hưởng bảo trợ xã hội như nhau. Điều 26. Thứ nhất, ai cũng có quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất ở cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục sơ đẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải được phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn. Thứ hai, giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản, phải đề cao sự cảm thông, thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo, đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hòa bình. Thứ ba, cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con. Điều 27. Thứ nhất, ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hóa và của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy. Thứ hai, ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình. Điều 28. Ai cũng có quyền được hưởng một trật tự xã hội, trật tự quốc tế. Trong đó, những quyền tự do ghi trong bản tuyên ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ. Điều 29. Ai cũng có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ. Thứ hai, trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra, ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng. Những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. Điều 3. Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc. Điều 30. Trong một điều khoản nào trong tuyên ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia, một đoàn thể hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong tuyên ngôn này? Đó, đó là nguyên văn của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.